hạn mặn làm xáo trộn cuộc sống của người dân Long An. Năm nay tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện sớm hơn so với hạn. Mặn kỷ lục năm năm 2015 đến năm 2016. Trong đó, tại Long An tình hình hạn, mặn diễn biến gay gắt, khiến hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, và hàng chục ngàn ha lúa, thanh long, và hoa, màu của nông dân đối diện nguy cơ mất trắng do thiếu nước. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm nay cả đợt hạn mặn lịch sử năm 2016. Theo Tri Cục Phát triển Nông Thôn và Thủy Lợi tỉnh Long An, trong vụ lúa đông xuân năm 2019 đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 10.000 hecta lúa bị ảnh hưởng, do thiếu nước trầm trọng nhiều ngày qua, tại một số địa phương như Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Ruộc, Cần nước, ruộng lúa khô cằn, đất nứt nẻ khắp nơi nhiều nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng mùa vụ này do không đủ nước phục vụ sản xuất, không chỉ lúa, hàng ngàn ha thanh long cũng đang khô héo chết dần do thiếu nước tưới. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bà con đã chịu thiệt hại nặng nề khi thanh long bị rớt giá và không thể xuất khẩu, bên cạnh đó. Tình hình hạn mặn khiến tại nhiều địa phương của Long An thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, hiện có hơn 8.000 hộ gia đình trên địa bàn huyện cần ruột thiếu nước sạch sinh hoạt, nhiều địa phương khác như Tân Trụ, Thủ Thừa, cũng trong tình cảnh tương tự. Trước tình hình này Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã điều động nhiều xe bồn cung cấp nước ngọt miễn phí cho bà con vùng hạn mặn. Nước ngọt được trở tới các thôn ấp của huyện Cần Ruột, tỉnh Long An. Sau đó đưa vào các bồn chứa lớn tại các điểm lấy nước tập trung ở những khu vực mà xe bồn không vào được nước sẽ được chuyển trực tiếp từ xe bồn vào các bình nước loại 20 lít rồi được người dân trở vào trong ấp. Tuy nhiên, phần nước được cấp cho người dân chỉ có thể phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản như tắm rửa vệ sinh còn ăn uống thì phải dùng nước khác để đảm bảo sức khỏe nước sạch đang rất khan hiếm do đó người dân địa phương rất mong muốn được cung cấp giúp đỡ thêm nguồn nước sạch để có thể phục vụ ăn uống đừng im lặng hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại